Lê Lợi sinh ngày mùng 10 tháng 9 năm 1385 tại Lam Sơn, nay thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, trong một gia đình đời đời làm quân trưởng một phương. Ông là con út của Lê Khoáng và Trịnh Thị Ngọc Hương. Ông nối nghiệp cha làm chúa trại Lam Sơn. Khi quân Minh chiếm đất nước, ông nuôi trí lớn đánh đuổi xâm lăng. Quân nhà Minh nghe tiếng ông, dụ cho làm quan, ông không chịu khuất. Ông nói, làm trai nên giúp nạn lớn, lập công to để tiếng thơm muôn đời chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người. Năm Lê Lợi 21 tuổi cũng là năm nhà Minh đem 21 vạn quân sang xâm lược nước Việt. Cuộc kháng chiến chống Minh của Vương triều Hồ thất bại, nước Đại Việt rơi vào ách thống trị tàn bạo của giặc Minh. Trước cảnh đất nước bị kẻ thù giày xéo, tàn phá, Lê Lợi đã nung nấu một quyết tâm đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Đầu năm 1416, tại núi rừng Lam Sơn trên đất Thanh Hóa, Lê Lợi cùng với 18 người bạn thân thiết đồng tâm cứu nước đã làm lễ thể đánh giặc giữ yên quê hương. Đó là hội thể lũng nhai đã đi vào sử sách. Tin lê lợi dựng cờ nghĩa, chiêu mộ hiền tài bay xa, thu hút các anh hùng hào kiệt từ bốn phương kéo về. Đất Lam Sơn trở thành nơi tụ nghĩa. Ở đó có đủ các tầng lớp xã hội và thành phần dân tộc khác nhau. Với những đại biểu ưu tú như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trích, Nguyễn Xí, Lê Lai, Cầm Quý, Sa Khả Tham. Sau một thời gian chuẩn bị chín muồi đầu năm 1418, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi, kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước. Lê Lợi là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của cuộc khởi nghĩa ấy. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ mở đầu tới kết thúc thắng lợi tháng 12 năm 1427, qua các giai đoạn phát triển và chiến lược, chiến thuật của nó đã chứng minh Lê Lợi là người có tầm vóc của một thiên tài, một nhân cách vĩ đại, chỉ thấy ở những lãnh tụ mở đường khai sáng nếu Ngô Quyền với chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt thời kỳ 1.000 năm mất nước, bởi đầu thời kỳ độc lập mới của dân tộc thì lê lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, kết thúc 20 năm thống trị của dọc Minh, khôi phục nền độc lập lâu dài cho Tổ quốc, bắt đầu một kỷ nguyên xây dựng mới. Không có lê lợi, không có phong trào khởi nghĩa Lam Sơn, cuộc vây hãm vương thông ở Đông Quan và tiêu diệt viện binh giặc tại Chi Lăng, Sương Giang cuối năm 1427 là kết quả thắng lợi của tư tưởng quân sự của Lê Lợi. Nguyễn Trãi. Sau khi đuổi hết giặc minh về nước, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, sáng lập ra vương triều Lê. Lê Lợi làm vua được 5 năm thì mất 1433, an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn, miếu hiệu là Thái Tổ. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước buổi đầu của vương triều Lê, Lê Lợi đã có những cố gắng không nhỏ về nội trị, ngoại giao, nhằm phục hồi, củng cố, phát triển đất nước trên mọi mặt, như tổ chức lại bộ máy chính quyền từ trung ương xuống địa phương ban hành một số chính sách kèm theo những biện pháp có hiệu quả để khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống xã hội. Lê Lợi cũng chú ý tới việc phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân tài. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.